Công ty đã có quyết định chính thức. Em bị thôi việc. Ok. Đùa chứ. Đã ngàn thì đi sao? Rồi, đùa mày ra chỗ này. Thật hả sếp? Thật. Thế bây giờ em có ý kiến gì không? Ý kiến của em là em không đồng ý đâu. Hả? Sếp hả cái gì? Thế bây giờ đuổi em thì lấy ai thay em? Đây, sếp nhìn em đây. Ngoại hình ok, giao tiếp ok, gia cảnh ok, công việc hoàn thành quá tốt. Sao sếp đuổi em được? Kết quả của em không thể gọi là ok được. Chúng sẽ cùng đuổi em được. Hết tiền rồi. Nợ nần chồng chất kia kìa. Này, mày làm sếp kiểu gì đấy? Cứ thích là đuổi nhân viên à? Chú ăn nói cho cẩn thận vào nhá. Từ nãy đến giờ anh rất là lịch sự với chú rồi. Mà chú thử tìm xem ở đâu mà trả lương nhân viên kho 10 triệu một tháng như ở đây không. Đừng bảo là lương thấp nhá, mà cứ mở mồm ra là hết tiền. Anh đã tạo điều kiện đã cho chú quá nhiều cơ hội rồi. Ôi, em xin anh, em xin sếp. Hoàn cảnh của em đã khó khăn rồi. Em thì mồ côi từ nhỏ, không có họ hàng. Này Toán ơi, không có bạn thân. Tao biết bố mẹ mày đấy. Em biết bố mẹ nó hả? Vâng. Mấy lần bố mẹ nó đến công ty toàn gặp em mà. Em bị lạm dụng tình dục từ nhỏ. Thật ra em chưa dám kể chuyện này cho ai. Ở cạnh nhà em có một ông già hàng xóm, ông đấy luôn đợi em đi học về. Rồi ông đấy gọi em vào nhà, ông đấy quan tâm hỏi han, ông đấy hỏi em đi học có vui không. Xong rồi thì... lúc đấy em bao nhiêu tuổi? Lúc đấy em học lớp 12. Lớp 12 luôn hả? Thật. À không, lớp 8. Thôi Toàn ơi. Lớp 5 này. Lớp 2. À, lúc đấy em 2 tuổi. Anh lại mày thôi hộ anh cái. Không, em nói thật luôn. Lúc 2 tuổi là em đã bị hiếp dâm rồi. Đến lớp 5 là em phải đi bán dâm kiếm sống. Lớp 12 thì em thề. Em bị rách đít bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu mũi. Có nhiều lần cách không đi bao nhưng em còn phải đi phá thai. Toàn, anh chốt thế này nhá. Em làm đây 2 năm không đáp ứng được yêu cầu công việc, công ty quyết định chính thức kết thúc hợp đồng lao động với em. Chấm hết. Này nhá, đã thế em kiện anh chết luôn. Mày kiện cái gì? Em kiện anh ống dâm, lạm dụng tình dục. Anh thắng không phải cười, anh thắng à. Em á, em sẽ làm lên cho cả làng cả nước biết, post Facebook, bật chế độ công khai. Nhưng mà mày định lấy bằng chứng ở đâu ra? Mà mày có hiểu ống dâm là gì không? À, sao cũng không hiểu. Mà nhớ, em cứ kiện á, bằng chứng thì sao? Mày bị nháo hả bà? Thế đấy, ông kiện hộ tôi cái. Thế giờ xong chưa? Xong rồi thì biến đi. Thôi em xin anh đấy. Đằng nào em cũng không sống được lâu nữa. Anh cho em làm thêm vài tháng. Toàn ơi, mình ngáo quá rồi em ơi. Không phải việc của anh thắng nhá. Em xin sếp. Bác sĩ bảo em đang bị ung thư. Kệ mẹ mày. Mày chết luôn hôm nay thì cũng được. Ông biến ra ngoài thôi nhờ. Bước. Thế là ít thôi nha. Chỗ chứ sếp ơi. Biến đi. Này, anh chưa bao giờ nghĩ thằng này nó lại lầy và điên đến thế đâu. Nó bị hờn.
các anh có thách em không? Bình tĩnh. Anh sẽ rạch nít em ngay tại đây. Rạch đi. Luôn mà ngay. Ah!